Đây là chương trình phúc âm hàng tuần từ Giáo xứ Thánh Giuse, Giáo phận Charlotte, bang North Carolina. Chúng tôi là linh mục Phêrô Trương Vĩnh Trị và các anh chị trong Giáo xứ Thánh Giuse. Xin kính chào quý khán giả. Kính chào cha. Hôm nay là Chủ nhật ngày 3 tháng 6, Chủ nhật lễ Chúa Ba Ngôi. Trong phúc âm, Thánh Matthew đã thuật lại rằng khi Chúa Giêsu truyền cho các môn đệ sứ vụ rao giảng và làm phép rửa, Chúa nói: các con hãy đi giảng dạy cho muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi đã được mặc khải trong Kinh Thánh, và hôm nay chúng ta được nghe chính Chúa Giêsu xác nhận về mầu nhiệm một Chúa mà có ba ngôi vị: Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Là người Công giáo, chúng ta tin vào Thiên Chúa Ba Ngôi, và chúng ta ít khi thắc mắc về mầu nhiệm này. Có lẽ vì nó cao siêu và huyền bí. Và làm sao chúng ta có thể sử dụng ngôn ngữ nhân loại hay những hình ảnh quen thuộc trong tự nhiên để có thể diễn tả một mầu nhiệm cao siêu của Thiên Chúa cho rõ ràng được? Mặc dầu với khả năng hạn hẹp của con người, chúng ta luôn tìm cách để hiểu và giải thích về mầu nhiệm cao siêu này. Có người dùng hình học để giải thích mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi như thế này: Chúa Ba Ngôi giống như một hình tam giác đều vậy, tuy có ba góc nhưng chỉ có một hình, và ba góc đều bằng nhau. Nếu thiếu một trong ba góc thì không còn là hình tam giác nữa, và Chúa Ba Ngôi cũng tương tự như vậy. Có người dùng số học để giải thích: Chúa Ba Ngôi không phải là 1 + 1 + 1, mà Chúa Ba Ngôi là 1 × 1 × 1 = 1. Tuy có 3 số 1 nhưng vẫn là 1. Những cách giải thích này rất hợp lý và giúp chúng ta hiểu một chút về mầu nhiệm một Chúa mà có 3 ngôi vị. Có người dùng hóa học để giải thích mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi như thế này: chúng ta ai cũng biết công thức hóa học của nước là H2O. Đây là bản chất tinh khiết của nước. Nhưng nước tồn tại với 3 hình thể khác nhau: nước lỏng, nước đá và hơi nước. Cả 3 có hình thể và chức năng khác nhau, nhưng có cùng một bản chất là nước H2O. Cách giải thích này cũng rất hợp lý và giúp chúng ta hiểu thêm được phần nào về một Chúa mà có 3 ngôi. Thánh Patrick ngày xưa khi đến Ái Nhĩ Lan để rao giảng phúc âm, Ngài không biết phải làm thế nào để giải thích mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi cho những người nông dân đơn sơ chất phác. Ngài nhìn thấy trong tự nhiên trên đất Ái Nhĩ Lan có một loại cây mang tên là shamrock. Lá shamrock có màu xanh rất đẹp, và một lá có 3 cánh. Tuy có 3 cánh nhưng chỉ là một lá. Và Thánh Patrick đã dùng hình ảnh của lá này để giải thích mầu nhiệm của Chúa Ba Ngôi. Cho tới ngày nay bên xứ Mỹ này, khi mừng lễ nhớ Thánh Patrick vào ngày 17 tháng 3, dân chúng thường trang trí với hình lá shamrock và nhuộm các thứ màu xanh. Mặc dù mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi là một mầu nhiệm rất cao siêu, nhưng con người luôn tìm cách để hiểu thêm và cố gắng giải thích một cách hợp lý về mầu nhiệm này. Nhưng có lẽ khi Thiên Chúa mặc khải mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi cho chúng ta, Chúa muốn chia sẻ với chúng ta về đời sống nội tại của Chúa để chúng ta áp dụng vào trong cuộc sống của mình. Có lẽ khi Chúa mặc khải cho chúng ta mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi, Chúa muốn chia sẻ với chúng ta một mầu nhiệm để sống hơn là để hiểu thấu. Khi chúng ta được tạo dựng theo hình ảnh của Chúa Ba Ngôi, có nghĩa là chúng ta sống theo khuôn mẫu của Chúa Ba Ngôi.
Ba ngôi vị trong cùng một bản thể có sự tương quan mật thiết với nhau. Điều đó có nghĩa là chúng ta phải sống trong sự tương quan với nhau. Trong xã hội loài người, chúng ta sống và sinh hoạt qua lại với nhau. Chúng ta kết giao với nhau. Chúng ta làm bạn với nhau. Nếu chúng ta sống cô lập, tách biệt với mọi người là chúng ta làm ngược lại với ý định của Thiên Chúa. Nếu chúng ta tạo sự chia rẽ trong xã hội, trong giáo hội, trong cộng đoàn giáo xứ, trong các hội đoàn hay trong gia đình là chúng ta làm ngược với khuôn mẫu của Chúa Ba Ngôi. Một việc rõ ràng nhất mà chúng ta sống theo khuôn mẫu của Chúa Ba Ngôi là việc thờ phượng Chúa. Trong thánh lễ Công giáo, tất cả chúng ta đến tham dự và hiệp thông vào trong một thân thể của Chúa Kitô. Những lời nguyện cầu chúng ta đều dâng lên cho Chúa Ba Ngôi. Khi bắt đầu thánh lễ, linh mục chủ tế và giáo dân ghi dấu thánh giá nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Đó là điều xác tín một Chúa Ba Ngôi. Khi chúng ta đọc kinh vinh danh, chúng ta tuyên xưng Chúa Ba Ngôi như thế này: vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen. Khi chúng ta tuyên xưng đức tin trong Kinh Tin Kính, chúng ta tuyên xưng niềm tin vào Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Và trong phần phụng vụ thánh lễ, linh mục chủ tế đọc kinh tạ ơn trước khi truyền phép như thế này: lạy Chúa, Chúa thật là Đấng Thánh, chúng con này xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Trong giây phút linh thiêng thánh thiện nhất của thánh lễ, chúng ta cầu xin Chúa Ba Ngôi. Trong đời sống gia đình, chúng ta cũng sống theo khuôn mẫu của Chúa Ba Ngôi. Bởi vì tình yêu vị tha xuất phát từ trong đời sống nội tại của Thiên Chúa Ba Ngôi. Trong một gia đình, để được yên vui hạnh phúc, vợ chồng con cái phải biết áp dụng tình yêu vị tha đối với nhau, phải biết sửa đổi tính ích kỷ của mình, phải biết nhắc nhở nhau sống đức tin và phải biết giúp nhau sống thánh thiện hơn theo khuôn mẫu của Chúa Ba Ngôi. Ngay cả trong việc làm cũng vậy. Chúng ta làm việc theo khuôn mẫu Chúa Ba Ngôi có nghĩa là chúng ta cố gắng chu toàn trách nhiệm của mình một cách tốt đẹp. Trong ba ngôi Thiên Chúa, mỗi ngôi vị đều có chức năng đặc biệt, nhưng cả ba ngôi vị không có so sánh hơn thua với nhau. Có lẽ chúng ta cũng vậy. Khi chúng ta làm việc chung với những người khác, chúng ta hãy cố gắng thi hành trong sự tôn trọng người khác và tránh đi những tính ganh tị hơn thua. Khi Chúa mặc khải cho chúng ta mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi, Chúa muốn chúng ta sống theo khuôn mẫu của Chúa Ba Ngôi để được bình an và hạnh phúc hơn. Mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi không có xa vời. Mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi là mầu nhiệm rất gần gũi để sống hàng ngày trong cuộc đời mỗi người chúng ta. Thưa Cha, thường khi thì chúng ta mừng lễ Chúa Ba Ngôi, chúng ta hay tập trung đến sự cao cả, huyền bí của mầu nhiệm này. Nhưng hôm nay Cha có giải thích đây là một mầu nhiệm để sống hơn là để hiểu thấu. Nghe rất gần gũi. Vậy xin Cha giải thích thêm, làm thế nào một mầu nhiệm vừa cao siêu lại vừa gần gũi được? Vâng, mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi quả thật rất cao siêu và rất huyền bí. Chúa là Đấng tối cao, chí thánh và vô hình. Con người chúng ta thì thấp hèn, tội lỗi và hữu hình. Cho nên con người chúng ta không thể hiểu thấu được Thiên Chúa. Nhưng Thiên Chúa của chúng ta là Thiên Chúa rất thân thiết và gần gũi với con người.
việc Chúa nhập thể làm người như chúng ta đã chứng minh được Thiên Chúa luôn yêu thương và sống mật thiết với con người. Mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi cũng vậy. Khi Chúa mặc khải cho chúng ta về Chúa là để giúp cho chúng ta sống tốt hơn hàng ngày. Cho nên, những gì chúng ta tin, những gì chúng ta được mặc khải, chúng ta phải áp dụng vào trong đời sống của mình. Khi chúng ta áp dụng vào trong đời sống của mình, chúng ta cảm nhận được Thiên Chúa luôn ở với chúng ta, rất là gần gũi. Vì thế mà mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi là một mầu nhiệm để sống hơn là để hiểu thấu, và mặc dù rất cao siêu nhưng rất gần gũi với chúng ta. Thưa cha, trong các cách giải thích về mầu nhiệm của Chúa Ba Ngôi cha vừa chia sẻ, bằng toán học, bằng hóa học hay bằng lá shamrock, chúng con cảm thấy dễ hiểu hơn về mầu nhiệm này. Và để sống theo khuôn mẫu Chúa Ba Ngôi, chúng ta cố gắng sống trong sự tương quan, giao kết với nhau trong chức năng và trách nhiệm của mình, không hơn thua, không ganh tị, mà sống với tình yêu vị tha của Chúa Ba Ngôi. Cha thấy con tóm tắt như vậy có đúng không? Cảm ơn chị đã tóm tắt rất chính xác. Ước gì mỗi người chúng ta hãy sống theo khuôn mẫu của Chúa Ba Ngôi. Chương phúc âm hàng tuần từ Giáo xứ Thánh Giuse đến đây đã kết thúc. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới cũng vào giờ này. Quý vị có thể xem lại chương trình này trên mạng tại Giáo xứ Thánh Giuse.net. Thân ái kính chào quý vị và xin Thiên Chúa chúc lành cho mọi người chúng ta.